Hiện tại bây giờ là 8 giờ thì gia đình Hưng Cù Lao sẽ làm cái bữa cơm tối. Thì mời quý cô chú anh chị cũng như các bạn nha, cùng vào bếp gia đình Hưng Cù Lao nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Bữa nay đuối luôn cả nhà. Do là sáng thì đi lên nhà ốc Liễu quay cắm cột đó cả nhà, rồi về Hương với anh Mập còn được mớ xài đó, cũng được cô chú ủng hộ. Nên Hương với anh Mập với dựng út ốc Liễu nó rồi đi bẻ, tới chiều mới về luôn, rồi về tắm rửa xong rồi về 8 giờ rồi. Giờ nhóm chuẩn bị quay clip đặng ngày mai có mà đăng cả nhà. Cho nên là hơi bị tối á, cả nhà mình coi cũng thông cảm nha, nấu ăn hoài. Cái này quay ăn cơm tối với anh chị vậy. Thì giống cũng mát bạc quá mà nên mới quay nhắc này. Mà anh Mập đồ đi Sóc Trăng thì bữa nay mình quay. Quay bữa nay đằng sáng đi khám mắt cho anh Mập cả nhà. Ngày nay thấy không đi cái này nó đỏ rồi nó xuống nhiều. Quay đằng sợ ngày mai đi về không kịp á. Không kịp quay. Thì có ông anh đó cũng thấy cái thảo ốc của em nhiều tháng rồi. 4 tháng rồi. 7 có anh 7 là 4 tháng rồi mới thấy thảo ốc. 7 là 7 là chịu xem cái clip trên nhà ốc Liễu đó. Cái ảnh comment nói là 4 tháng rồi ảnh mới thấy được cái thảo ốc. Bởi vì do là nhóm cũng hứa hẹn với anh là sẽ làm cái món ốc luộc chấm mẻ, mà tại vì do lúc trước gan cố cường yếu không ăn được, làm gan lợi không quen á. Rồi bây giờ chiều quay đầu ốc cái ảnh thấy ảnh nhắc, ảnh nói là đã 4 tháng rồi ảnh mới thấy được bỏ. Em cũng chịu thiệt với anh Bảy luôn, là tại vì cái hàm gan nó nhỏ hết trơn rồi, ăn ốc đâu có cắn được. Chậm là mắt đỏ. Rồi tới giờ em mới đi vớt được mớ ốc. Nghĩ mà gan nãy đâu ngon nha, mơ cái bơ á. Bữa cơm hôm nay thì gia đình cũng có chuẩn bị được rau nhúc với rau cần nước. Bữa nay nó biết rau cần nước rồi. Nó không có bắt, nó không bị bạ nữa. Bây giờ nó giỏi mà, dễ gì nó nói vậy. Vì bữa đó mình cũng chuẩn bị được một con gà. Do là tối rồi cô chú anh chị cũng không có kịp đi chợ mua cái gì. Thì cũng nhà có gà sẵn rồi, mua thêm được rau. Mà đặc biệt bữa nay là nhóm nấu bên chua gà với cả nhà. Giờ hình như là gà làm rất nhiều món rồi, nhưng mà chưa có nấu canh chua. Bữa nay nhóm nấu canh chua nữa. Cái này gà nào nuôi kịp. Có sen rồi mà săn bắt rồi mới đỡ, chứ kiểu này không khi nào nuôi gà kịp hết. Mà ba chồng Hương cũng mới kêu cho Hương mấy gà đem về cho nó bé vậy, giống ra mình nuôi cả nhà. Rau nhúc này nó non quá, cái phao bự không à. Ừ, nó non coi. Nhúc mô có mỡ 7 nè, cũng được. Con nhúc này con nhúc ruộng, con nhúc ruộng. Người ta nuôi ở trong bèo á, bèo cám á. Nếu như tháng nắng mà không có thả bèo là nó bị rủi hết trơn à. Tốt, nó ăn bèo tốt hả Mập? Ủa quên nó là gì, chi đi chặt gà. Chặt. Bữa nay mình cũng nấu món canh chua, gà, cũng theo yêu cầu của vài cô chú anh chị cũng thấy comment cũng lâu rồi, nhưng mà hôm nay nhớ mới thực hiện được. Cũng có một số comment của cô chú anh chị cầu nấu món gà nấu lá giang á, đậu lá giang á, nhưng mà ở chỗ mình thì nuôi lá giang nó rất là khó cả nhà. Có mình đi vô mấy cái siêu thị tỉnh thành lớn á thì mình mua mới được, còn ở đây là cái chợ xã nhỏ mà không có bán lá giang nha. Còn không biết lá giang là lá gì luôn. Không nghe nói, nhưng mà nghe nói cái lá đó nó chua lắm. Chua hả? Ừ, Mập có ăn chưa Mập? Chưa, vô mấy siêu thị lớn. Siêu thị lớn chỉ có ăn rồi, nó không chua ngon. Lá giang hả? Lá giang nó ăn rồi. Em chưa ăn. Chưa. Mình nói canh chua ăn đỡ đi. Khi có khi nào có dịp mình đi vô tỉnh thành lớn á, mình có được dịp mình đi thì mình mua lá giang về mình để dành rồi mình nấu. Bữa nay nấu rồi chứ không thôi mời chị đi khắp mắt trên Mập, chị ghé siêu thị kiếm mua. Cũng nghe nói chứ chưa ăn. Vậy đi đâu xá vậy? Giờ đây mình hát trái dừa vô như hát đậu gầm vô mình kho luôn cô chú chị, làm hai món nha. Đó rồi, bây giờ đi thấy đi kiếm mới được. Kiếm gì không? Kiếm vài cái canh.
chanh thiếu gì? Có chanh không chèo? Có cái đường rồi. Đường chanh không vậy? Thanh có bẻ không? Cái trái gì? Không có hả? Có đâu, mỗi gì bẻ rồi, chèo ơi, chưa bẻ là mình gọi thấy rồi. Đã bẻ rồi. Nghe hết sao? Thì mình bẻ dừa đi chèo ơi. Bẻ dừa đi. Dừa bẻ cây ngay nhà hết chị chèo. Ê, bẻ dừa ngay nhà đi. Không mập đi kiếm chanh đi. Mọi ngày mấy cây này là trái dữ lắm nè. Ừ. Hình như là cậu hay mới bẻ ra. Qua đây mình bẻ mấy trái dừa này luôn. Đây, còn được ba trái. Ba trái giá trị lép. Con trái kia điếc hả? À, điếc này. Mà cũng còn cũng có nước. Thấy dừa nó còn kéo cũng có nước hai trái nó chắc nó không dừa ơi hai trái dừa bẻ dừa cũng như cắt dưa hấu á chèo chanh ăn à chèo rồi trước giờ nam giờ mấy hai cái dừa đưa qua cái tàu dừa của chú chị nó như cái cổng vậy đó. Mới rau găm hả chèo? Nè, đám này. Đám này. Đám này phải không? Giờ nó đi để em để vậy. Đám này tốt. Đám này tốt. Chèo, trong đây trong mấy cặp này chèo? Ừ. Ồ, tốt. Đó. Hôm nay ăn xong chắc có 10 giờ quá. Không muốn ngáp rồi ta. Mà chèo bằng đêm này mà mình quay bằng đêm này mình ăn cơm á là mình không có bị sốt ruột chèo ơi. Đâu đó nha. Lâu đó làm ngủ không dám xét. Tranh thủ đừng quay. Mời nó quản định buổi của chú anh chị. Ví dụ như mời mình có kẹt cái sáng mà dắt tối dắt chiều mình quay cũng được. Chứ để không có clip cái sáng quay cái là chiều cái nó lu bu không với kẻ là mơ là sáng anh Mập anh đi khám bệnh kìa không mấy ngày mai mà tối nay mà không quay là ngày mai là không biết được chưa chèo anh thấy nhiêu được à chèo cái này rau găm gì nhiều quá nó mới thơm ngon thấy cũng được rồi đó quý cái món này món yêu thích của thằng Nam mà. Rau găm hả? Yêu thích nhẹ. Quá trời rau găm nhẹ. Trời ơi, cái đám này dở tốt. Cà cua hả? Chèo, chèo. Cái này là dưa lớn nè chèo. Nè, dưa lớn này cái đập mà anh chỉ bóp về nè, rồi về chỉ gãy hộp nữa lên được cái này. Cái này nó leo không ta? Cái leo á. Cái này mình làm vàng nó leo lên luôn á. Dạ chào cũng gái thì dạ chào cũng về đang làm vàng với làm bò vàng đây. Ai đâu mà làm, mà làm. Ai dẫn đâu làm ha. Gái thì hai chồng về làm vàng đây. Chị mua vé về làm nhà vàng như lúc có không? Nhà nó lặt lắm rồi. Chứ mình phải lặt lắm. Thôi mình gọi cái món nữa nha. Trái giống gì hậu vậy? Dưa hấu với dạ tôi tèo chiều tặng nè. Hết biết cái vui tại ở cái thằng này đang 4,5 kg mỹ nhân hả không ha? Mỹ nhân mà chịu mỹ nhân vậy dưa hấu trứng mặt không? Ồ, 4,5 kg hả? Dữ vậy? Cái loại dưa này thì vỏ nó hơi dày quá. Hương cho vợ tèo có mấy ký xài à. Mà nói cho chứ chưa có sách về cho ở nhà nó mua trái dưa sách trước. Hương trước hương nước cờ. Nước cờ nghe mong xanh cho xài chứ mua dưa về cho vợ tèo nó thảo ăn. Rồi mình sẽ quá trời trái dưa ha.
nhiều quá. Ở ở vùng mình lâu rồi không có thấy trồng ở dưới này nè, thấy anh ha. Dưới này hả? Dưới này trừ khi là có xuất khẩu rồi á, còn dưới này em bán ở trong nội địa trong Việt Nam người ta không chịu. Em gán tiền cái vỏ vậy. Ký ví dụ như ký 8.000 đi mà 4 ký rưỡi này là 5. Mình để được lâu lắm. Em thấy cái dưa này em nhớ là chỉ thị 16 mà cửa khẩu đóng. Dưa này người ta đổ ngoài cửa khẩu đó. Đổ ký 500 bạc. Mua về cho bò ăn. Đem đi cho bò ăn. Nè. Cái lọc. Ừ. Ừ. Lọc công ty. Nhưng mà cái lọc này là hồi xưa là mình có dưa là mình bán là mình phải lấy lại, mình không là cái ông lái đi theo mình chèo chèo luôn á. Tại cái lọc của người ta mình lấy lại á. Tin đi đón. Đi đón á thì ông lái mà ông thấy cái lọc á là ông ôm hoài là ông không dám bỏ ra. Rồi mình hỏi ôm xuống đeo luôn à. Mua ngoài bán đắt cái lọc. Chị ơi mình tư tèo tặng mình trái dưa có lọc chị ơi. Có lọc hả? Có lọc. Đập nhỏ vậy để dành đi đừng ăn em à. Trái cái lọc bằng ngón tay chèo cái lọc bằng tiền hồi xưa mình nè chị anh đập ơi anh đi bé xài về anh mệt anh quên cũng sẽ không mà hồi lúc mà cắp mình trồng dưa lọc bự lắm lọc là bằng ngón tay đai luôn á đai luôn á lọc lớn cái lọc đó là chờ mấy ông lái mê tôi thấy ông ôm ông đem xuống ghe ông giấu dưới ghe mở trời lạnh nó đập. Miếng thịt châu kiểu này, miếng châu kiểu, cái xào gà. Bên đây trái bầu của mình thì khó như bon bon. Để qua cái vụ xài này, trồng về cái bầu của hổng. Những lúc dũng liễm xuống trồng rồi cái mắt đi làm không có chăm sóc. Dưới nắng quá, không lớn. Thành với ba Lộc bữa qua rồi ăn cắp về em. Ở trái bầu vừa bự dữ. Ở trên gần rẫy nhà mình có cái vàng bầu của anh đó giờ đang cắt cá trời luôn. Còn cái dài có này nó bên chua. Vì lấy bầu... xương cắm giò nó bên chua. Còn cái này thì mình xay miếng. Bữa đó là bữa cơm không đồng luôn. Cá khó cá rồi bé con muốn với con nèo vậy đó. Do muốn vừa đó ở trên cỏ em chẳng có trời nó tốt. Yeah. Nó tốt mà đọt nó lao lao. Cái là xào mỡ thôi. Xào tỏi. Cái cho gà cho mình. Tạo mình coi cái răng. Đâu. Đúng rồi, chuẩn bị trồng đều cho chị luôn. Gà xanh lắm cái màu. Không có tên gia vị. Mình xào cho nó thấm ra ngoài rồi. Cái gì nó cũng tôi đứt lỗ tai luôn. Mới vừa nạo khó mà nó ngọt lắm nha. Dừa nó mới nạo nó cũng ngọt. Cái dừa này đặt cái dừa anh bóp nè. Dừa này dừa anh bóp ăn với cơm. Thịt cơm ngọt. Còn nhắc lại đó. Ủa, em cái dừa đó còn không? Anh bóp bây giờ kêu nhóm thằng hả gì? Cái đám em nhóc nhỏ. Em nhóc nhỏ là gì? Em nhóc nhỏ, cái đó em nhóc nhỏ. Dạy khờ hả? Dạy khờ. em còn nhỏ lắm anh ơi, em dạy khờ. Đỡ vô trái nó đi nhóc. Trái này hả? Em chặt mấy trái? Hai trái. Dạ. Em trái vô đi rồi chặt trái khác chút nữa. Dạ. Nó cho nó ngon. Nó lẩu nước dừa nhiều ngon. Trời ơi. Trời ơi, vô mặt ơi. Dạ. Trời ơi, ngọt chèo ơi, mập ơi. Nãy qua cũng ra nó mầm. Gào gọi. Hết luôn nha. Chắc chỉ thêm miếng nước nữa. Rồi. Dạ, giờ nó cũng xanh lại nè đó nè. Nó sống, nó sạp cho mặt, mà sao nó dừa cho nè. Mình cho nửa trái thôi. Nhiều quá, nó không có sắc được. Sàn quá, nó nhiều. Nó tặng ra cái mình để vào găm cho. Dạ, sạch quá trời, ức nó sạch xong. Canh chua cũng chín là thường hay cho miếng chanh vậy. Thấy nó miếng chanh nó ngon nha. Ừ, miếng chanh thường là nên nước mắm. Món canh chua để dần với nước mắm ngon lắm rồi. Cùng với cho ớt ngon. Rồi, thịt ghi ra dần dẻo. Nấu thì có nhiều cái mỡ ra, nhìn ngon. Thơm lắm cả nhà. Mập cây xích vô mập. Qua đợt này phải đi canh bát rồi, cái kiểu này gà luôn không kịp thiệt. Bánh ba gà chân.
chen vô đi tát đi xúc gì đi chài rồi đó cũng vẫn lứ rồi cũng được. Găm với kho sá ớt thì thôi ăn để nồi cơm thôi. Mỗi một món nó có một cái vị ngon, nó vị thơm nó khác nhau. Kho găm thì nó cũng ngon mà sá ớt nó cũng ngon. Nhiều chứ hồi nó mắm nó bè chứ. Bún hấp dẫn dữ ta. Bữa nay em cũng ăn bún già vàng hay mập, cái canh chua ngon quá. Cái bắp giòn cái cùng giòn nữa mà. Em cái sụm nó như răng, cái răng kêu cái sụm sau lên mình nó bọc ghê luôn. Tính dây gà anh nuôi con dạng cho thức ăn ấy, quên cho ăn bắp lợi hại ha. Bóng da vàng kiếm cục có thịt cho chém rồi. Mời cả nhà ăn gà nấu ăn chua nha. Mời cả nhà ăn cơm với nhóm. Gà không nhận nấu ăn chua ngon thì đúng rồi. Ngon á, ăn chua hả? Nó là cái nọ cái gà gì lúc rồi cái mình nấu chua á thơm. Cả nhà ăn gà nấu ăn chua luôn nha. Mời cả nhà ăn gà nấu ăn chua với nhóm nha. Đúng. Chờ gà vô ha. Ừ. Lúc đi. Quá là ngon rồi. Để em thử một lúc nha. Đừng rồi mấy chết vô nha. Năm trái người ăn trái. Bây giờ bữa nay mình thử thách ăn ớt, ai ăn hết trái ớt trước khen hay nè. Mắc kìa. Em thua là chắc bị nổi. Một ớt giống em là ăn ớt dở nhất. Chơi chứ đúng ra là con mắt của anh là không ăn đồ nóng đó. Ngày nay anh không uống cà phê luôn. Có hả? Sáng qua nhặt lửa uống một miếng à. Mà mình ăn chua mình cho bún là ăn là nó mới ngấm. Ngon. Cái này mình có thể nhúng rau không gì? Chừng nào không? Chừng nào á. Mà chưa dễ quá rồi nó chừng nào. Quá. Gà béo vậy không? Tối là về là ngủ ngon chắc ngon lắm mình à. Ăn ngon à. Ăn ngon ngủ ngon cái gì. Tao nhúc mình nhúng nó vừa xèo là mình ăn được rồi. Tao nói ăn ít nơi dai, ăn nhiều tức bụng. Nhiều tức bụng sao ngủ ngon được. Sao mình ăn là cái bụng mình á nó không có bị cào quá ngủ ngon. À thấy vậy chứ ăn giấc này là mập lắm mấy dẹp. Cơm đêm. Cơm tối. Con sáng giờ ăn được gói mì với nãy húp mấy muỗng cháo. Không vô. Sáng có lóc hả? À, cháo sáng. Sáng nói là cháo 18 cá lóc. Cái nghe canh chua này ăn im thiệt kẹt. Nó chua chua ngọt ngọt ha. Dễ. Ăn nó không né. Không canh chua gà này ngon này. Cái món này mình nhúng với những cái loại rau này nó cũng ngon nữa nè. Con nhút rồi cầm ô rồi cần nước. Nó còn không kén dao lắm. Cái mình nấu cái lẩu chua á thì nó không có kén dao bằng cái lẩu ngọt nha. Lẩu ngọt vậy chứ nó kén dao à. Lẩu ngọt thì mình ăn với mấy cái loại rau mà tao nấu canh, nó canh tép á, rau tập tràng. Tao giờ quên ăn này nữa. Nó có hôm bữa mình đi đám là cô sáu đặng lẩu chua mà ăn với cải xanh với mốt. Cũng được. Ăn cũng ngon không, ăn với cải xanh đúng nha, với mớp ngon nhưng nó không đúng. Gà có chèo nuôi nè, da vàng nè, cái nó mập á. Mỡ này ha. Vàng béo. Rồi mà cả nhà lên kho găm nha, nó da nè. Lên kim tiếng rồi. Đó. Ngon. Món này kho găm thơm. Món gà nó có trứng ngon rồi đúng không? Cô chú anh chị mà nhà mình có gà vườn á, bữa nào mình kho cái với... Ủa nấu cái canh chua rồi chua nhút này ăn thử ngon quá à. Chị ăn nữa biết ngon nữa. Ngon lắm. Nó biết rồi trời. Anh Mập nói là ngon, nó ngon dở nó dở này. Anh Mập nó ngon hay dở? Ngon. Lâu lâu mình ăn nó cũng lạ miệng. Gà mà chị nấu
lẩu gì, lẩu Thái rồi ha, mà mình ăn ngán mà đã nấu anh chua ăn đi vậy nó chưa chua mà còn dễ ăn. Nam nó thích canh chua mà để chanh đó, không hoặc nước mắm á làm chanh đó mà mình nấu ba gắm này nó không mặn đâu, canh nó thơm. Anh Mập chắc có duyên với cái nghề bán bánh mì quá. Em nói bánh mì em mới nhớ ngày hôm qua anh về bên Cồn đó, còn anh chở cái cần xé mà kiểu cần xé mà có giấy mà để lót xài đó, nguyên cái đoàn xe, chắc đi đoàn xe đó, chắc đi anh Độ chắc cũng đi chơi quá à. Xe 29 chỗ, thế anh dựng cái xe ai cũng mừng, giác này có bánh mì nóng hổi ăn ngon rồi. Ôm 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 xuống ai cũng mừng ổn ổn. Không phải thường thường ra tháng riêng tháng hai này mấy cái người dân tộc á, người ta hay đi kêu gì kêu xà mã, người ta đi qua mấy tỉnh chùa bên tỉnh khác á, đi đông lắm, có khi là đi một ngày biết bao nhiêu ngàn người mà nói luôn. Thời đó khoảng 10 năm về trước á, mình có bán bắp á cả nhà, bán bắp mà cặp theo lộ tuyến đường Nam Sông Hậu nè, bắp nấu á, nấu bắp bán là sáng vậy đấy, tới có khi 11, 12 giờ trưa là chưa có ai mua trái nào luôn, nguyên một nồi bắp cái nồi là nấu 100 đồng bánh tét đó, là nấu là 5-70 bắp, phải cỡ 8-90 bắp gì đó. Cái có một đoàn xe giống như người ta chị như chị nói đó, danh xà mạ vậy đó, ghé một cái là mua hết luôn ha, hết bắp nấu rồi mua thêm bắp sống mới đơn rồi đừng đừng. Tôi nhớ nói là nhớ nhớ cái thời mà bán bắp. Ở bánh phà của anh á, mấy cái bánh phà bên đây với bánh phà trong bên Trà Vinh rồi á, là một năm vậy xà mạ đi cũng mấy lần nha, là ta canh biết ngày đó là ta ba đem trái cây bánh trái ta bán được dữ lắm luôn, từ sáng mà tới là 7-8 giờ đêm là cái nguyên cái đoàn xe là xe mà 16-17 chỗ chèo thấy là đậu một cái nó dài chừng có cây số, cái xe lớn nhiều. Không biết cái gì cái em ta cái chai nước suối á, người ta xin cái nước này nó bắp rồi. Cái thời mà mình nấu bắp chung với mợ hai nha, mợ hai chồng á nấu bắp chung đó, thời đó mà phải biết làm YouTube á, quay thời đó quay nhiều cái khung cảnh đi bẻ bắp rồi đâu quay tới để bẻ bắp về nấu bán 3 giờ khuya là phải có gì nhúm lửa rồi đó, nhúm lửa rồi nấu tới sáng là tầm 6-7 giờ rồi bắt đầu bắp nó vừa chín cho nó cũng chưa thấm nè, nấu tới chưa là 12 giờ. Chị nhớ hồi đó đâu có điện thoại mua bắp thì nghe người này kia chỉ chạy đi kiếm. Em đi kiếm cụm cho người đó, anh hai ảnh là không có biết chạy xe nữa. Rồi có con anh là anh chạy về một chuyến rồi phải không, rồi cho hai bãi ra trên nhà nấu, anh dạy xuống với em chở về nữa em mua bắp xa đó. Lắm cái thời đó rồi đi xuống tới Cù Lao Nhãn mua bắp ở cả nhà. Ở đó miệt cồn đó, ta trồng mía xong cái ta tỉa bắp nhiều lắm, nướng nướng mua ra ruộng ra dừa gãy ta bẻ luôn em về bán thôi đó. Nhưng mà hồi đó ảnh ra tỉa bắp đó, là nghe mình đem xuống đó, là mình mua là mình được giá, mình mua mình nấu bán rẻ được giá hơn. Anh tính là qua cái đợt chạy này nè xong rồi phải không, giấc sáng á đi về nhà bên Cồn anh là gần cái lò bánh mì bán ngon lắm, bánh mì ở bản là bán là nổi tiếng ngon luôn á, là nó ngon nó giòn mà nó cái ruột nó đặc á, mà ăn vô nó không ngọt rồi. Anh tính qua cái vụ xài này là giấc khuya cần khoảng 4 giờ anh xuống với anh lắm lấy bánh mì á bán nè, rồi cho anh chạy theo ké nha, cũng được ra mấy cái bánh phà hoặc là loại ngổ loại ngàn không ta, ngàn không có đâu chứ hả, ổ chắc cỡ 700-800 bây giờ ổ bánh mì bán 10.000 em ơi, ngon một ổ 5.000 à, ổ lớn 5.000 ổ bự nhất rồi đó, không ở bên chị có ổ 10.000 dài mà. Nếu có mì ngọt á thì 10.000 nha. Giấc khuya rồi mình lấy rồi chừng có 5 giờ mình chạy dài mình bán cho lối xóm á. Một hổ chị nghĩ chắc là 500-600 vậy. Sau này thì mình nhóm xèo giờ mình ăn được. Nó trong giò đó mình ăn. Mình đi bán một bữa cũng kiếm được cả vài ký gà cũng được. Bán định bữa hay bữa đầu rồi. Tại vì chứ cũng khó nuốt lắm. Hai ẩm thì bán ở nhà Phan nấu cơm như thế. Ở nhà hai chị em nấu mần gà nấu cà ghi đi. Là có ế bắt nấu cà ghi á thà. Đem bánh mì về chấm. Ở làm lên xào lăng gì đó. Đã đem bánh mì về chấm. Bánh mì ế. Dạ như cái thằng mà gần nhà của anh á, cỡ lắm nha. Chồng nuôi gà, ôm đi đá.
à, cái dừa mình thích bỏ vô bỏ vô vỏ vợ ghéo lại hỏi ghéo gì anh mà có thua anh cũng chuột con gà nó có ghi anh nghe. Đó nhỏ nhỏ mà nó thấy ai mày đá gà tại đó sao trong phía trong nhà em thì có sân gà để nó thấy ai ôm lại gửi xe lại nói nhớ đem xác về nha. Ta chuẩn bị đi đá là nó dặn đó nhớ ôm xác như Thảo Nguyên nó nói thấy nó cũng nói gì con vợ thằng chồng đang bắn gà bỏ vỏ đang đi kêu kéo là thằng chồng hỏi gì lỡ mà có thua cũng phải chuột con gà gì nó mới ghi ăn. Bye bye. Nó bày vậy luôn. Bày về nghỉ luôn. Đâu đi đâu. Đi đúng chưa à. Mèo gặp. Ủa đây nó mập. Nó mập hết biết cả nhà nó gần 3kg rồi đó. Bà hổng đem về cần có 200g gì. Thấy ăn cái chua này thấy nó không ngán à. Làm những chua chua ngọt ngọt với em.